Chào mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Xung muối là một món ăn mà nhà cháu nhận được rất nhiều lời yêu cầu của các cụ mợ khán giả, bảo anh Hải ơi anh làm xung muối đi. Tại sao nhiều người lại ăn xung muối? Thật ra thì bản thân nhà cháu ít ăn xung muối lắm, nhưng mà nhiều người ăn xung muối vì là nó tốt chứ nó không bị độc như là cà muối, là dưa muối. Thế nên là rất nhiều người ưa chuộng và nhiều lời yêu cầu để anh Hải làm món này. Và cũng đúng dịp, đúng thời điểm là bây giờ đang mùa hè, đang mùa của xung rất nhiều, nên nhà cháu mới hân hạnh gửi đến các cụ mợ khán giả món ăn này và các cụ mợ cùng đón xem nhá. Rồi các cụ mợ ơi, để làm cái món xung muối ngày hôm nay thì nhà cháu đã phải đi khắp các chợ lùng mới mua được mấy cái chùm xung nếp như này các cụ mợ nhá. Xung nếp nó khác xung tẻ ở chỗ là nó ra chùm, quả chùm nó như chùm nho ấy ạ. Và quả nó bé thôi, nó không to. Và ăn thì nó cái độ nhựa nó không có nhiều như là xung tẻ và nó không chát. Rất là ngon, để muối rất là ngon. Nhưng cái xung nếp này thì không phải ai cũng bán, nên là các cụ mợ phải đi chợ, các cụ mợ phải lân la thỉnh thoảng đi chợ mà gặp được bà hàng có tí xung nếp này là phải mua luôn. Chứ còn xung tẻ thì lại rất là nhiều. Vì xung nếp muối nó rất là giòn, nó không nhiều nhựa nên nó không thâm mà nó lại rất là ngon nữa. Thế nên là các cụ muối thì các cụ mợ kén xung nếp cho cháu. Đấy. Ngày hôm nay cháu cần có nửa cân xung nếp các cụ mợ nhá, nửa cân xung. Nhà cháu sẽ cần một quả ớt sừng như này nhá. Nếu các cụ mợ không có quả ớt sừng này thì các cụ mợ dùng hai quả ớt cay, cụ mợ nó thích ăn cay ấy, dùng hai quả ớt cay cho cháu cũng được. Thế nhưng mà cháu cho dùng quả ớt sừng này, nó cay vừa phải, nó không cay nên là nó lại đẹp nữa, đẹp cái hũ muối. Thế là nhà cháu dùng ớt sừng. Và cháu cần có khoảng độ 40 g tỏi các cụ mợ nhá. 40 g tỏi củ đã bóc vỏ như thế này và rửa sạch để ráo. Để tí nữa chúng ta muối xung. Và giềng thì cháu cần có một cái nhánh giềng bánh tẻ. Nó sẽ rơi vào nửa cân xung thì nó sẽ phải rơi vào 50 gram giềng để tí nữa chúng ta thái lát hoặc chúng ta thái chỉ để bà rịa để muối cùng xung cho nó thơm, nó ngon. Đấy, đấy là những cái gia vị chính cho cái món xung này. À, các cụ mợ ơi, chúng ta cần có một quả chanh. Và muối ở đây thì cháu dùng muối hạt và cũng có thể cả muối tinh nữa các cụ mợ nhé. Đấy, nguyên liệu cháu chỉ có như vậy thôi và bây giờ chúng ta cùng chế biến các cụ mợ nhé. Rồi các cụ mợ ơi, xung nhá. Xung này là cháu đã rửa, khi mà rửa sạch ý, là cháu đã bỏ bớt cái cuống của nó đi rồi đấy. Cái cuống, cái chùm của nó ấy. Nhưng mà các cụ mợ bỏ đi cho cháu nhá. Đây này, khi mà mua về cái là các cụ mợ bỏ đi. Cái xung to thì các cụ mợ có thể cắt ra làm ba. Nhưng mà đối với quả xung nhỏ, xung nếp như này thì cháu chỉ cắt làm đôi thôi các cụ mợ nhá. Các cụ mợ nhớ là phải bỏ hết núm đi cho cháu nhá. Bỏ sạch núm đi. Đấy các cụ mợ nhá. Đây này, tẽ bỏ hết cái núm đi như này này. Lấy cái quả xung như này thôi nhá. Các cụ mợ đừng để núm vào nhá. Để núm vào trong cái vại muối xung của chúng ta nó làm nhanh đen lắm đấy và không ngon đâu. Nên là phải bóc hết núm đi cho cháu. Bằng lấy cái tay tẽ như này thôi này. Đấy, thì nó ra núm ngay. Rồi các cụ mợ ơi, sau một hồi vặt xung ý, nhà cháu bị nhựa ra tay rồi nhá. Bây giờ các cụ mợ vắt cho cháu một quả chanh vào đây này. Để chúng ta ngâm xung các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ không ngâm nước muối trước đâu nhá, mà chúng ta ngâm nước chanh trước các cụ mợ ạ. Sau đó mới ngâm nước muối sau. Tức là chỉ nói là rửa qua nước muối chứ cũng phải ngâm đâu ạ. Xong bắt đầu những quả xung này các cụ mợ cắt làm đôi cho cháu nhá. Thả vào trong bát nước muối, nước chanh này này. Đấy. Có người thì người ta để cả quả để dùng được lâu dài ấy. Nhưng mà chúng ta muối này đảm bảo nhà các cụ mợ chỉ ăn trong 3-4 ngày là hết rồi. Thế nên là các cụ mợ cắt ra cho cháu cho nó ngấm nhanh. Chứ có một nửa cân xung này thì chúng ta ăn tí chứ chúng ta không phải là nhiều đâu. Trừ người ta muối hoàng hàng chục cân ý, thì người ta mới để nguyên cả quả, không có thời gian ngồi cắt. Còn chúng ta chỉ muối nhà ăn như này thì các cụ mợ cắt ra cho cháu cho nó ngấm nhanh. Mùa hè này là những cái món muối muối này, sổi sổi này rất là lên ngôi. Tại vì lúc đó là chúng ta không nên ăn, không ăn, người ta không thích những cái món ninh hầm sốt sốt nữa, nhiều người không thích. Mà người ta thích những cái món mà gì mát mát thanh thanh mà rau củ nó còn giữ được nguyên chất.
tươi nguyên ý thì là mọi người rất là ưa chuộng. Thế nên là những cái món muối muối này vào mùa hè thì rất là trôi cơm. Và cái sung muối này thì các cụ mợ cũng ăn kèm được với nhiều thứ nhá, ví dụ như là ăn với cả bê thui này, bê tái này, các thứ này. Đấy. Và ngày nay thì Hà Nội mới ăn sung muối cùng với ốc luộc chứ ngày xưa không có đâu các cụ mợ. Chả hiểu du nhập như nào thì mới ăn chứ còn ngày xưa là không ai ăn sung muối với cả ốc luộc đâu. À, cái sung muối đây các cụ mới ăn với nem tai cho nhà cháu nhá. Cái nhà cháu đã hướng dẫn các cụ mợ làm nem tai, tai thính rồi đấy, tai lợn với thính ý. Đấy thì các cụ mợ ăn cái sung muối này. Hoặc là cụ mợ nào mà ăn chay ý, thì các cụ mợ làm cái sung muối này ăn kèm với cái nem chạo chay như nhà cháu hướng dẫn ý. Thì các cụ mợ đừng cho tỏi vào cái muối này nhá. Các cụ mợ chỉ dùng ớt thôi. Sau khi mà ngâm sung trong nước chanh này nhá, để một lúc khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ tiến hành thái giềng này, thái ớt và đập tỏi nhá các cụ mợ nhá. Giềng các cụ mợ lấy cho cháu khoảng độ 50g giềng nhá. Thái lát ra như này này. Các cụ mợ có thể thái lát hoặc là thái chỉ đều được các cụ mợ nhá. Nhưng hôm nay cháu thái lát cho nó nhanh. Lát thật mỏng thôi để xếp vào trong cái lô hũ cho nó thơm các cụ mợ. Đấy, cháu mua được cái giềng bánh tẻ này này, nó không quá già mà nó không quá non. Thì khi mà muối lên ấy thì nó rất là thơm. Đấy. Đấy, giềng chúng ta sẽ thái để ra đây một góc đĩa này các cụ mợ này. Quả ớt sừng thì các cụ mợ thái cho cháu lát chéo nhá. Tí nữa rũ hạt sau, rửa sạch đi xong bỏ núm xong thái lát chéo như này này. Tí rũ hạt sau để chúng ta sẽ muối cùng với sung cho nó ngon, nhìn cho nó ngon. Đấy. Cụ mợ nào mà không dùng ớt sừng thì chúng ta dùng ớt cay nhá. Nhưng ớt cay thì các cụ mợ chỉ cần bỏ cái núm đi thôi để nguyên quả cho cháu. Còn ai mà thật thích ăn cay thì bắt đầu mới thái lát ớt đấy ra, nhưng mà khuyến cáo với các cụ mợ là cay lắm đấy ạ. Rồi là ăn không được thì lại đổ cho cháu, nên là thôi để nguyên quả đấy các cụ mợ ạ, chứ các cụ mợ đừng cắt ra. Rồi 40g tỏi các cụ mợ ơi, chúng ta sẽ đập dập nó ra nhá. 40g tỏi thì các cụ mợ đập dập ra cho cháu này. Không cần phải băm nát ra đâu ạ, đập dập ra thôi. Để cho nó thơm. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho vào góc đĩa các cụ mợ nhá. Để tiến hành chúng ta sẽ muối đi. Tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để muối các cụ mợ nhá. Rồi các cụ mợ ơi, đây sung nhá. Cháu đã ngâm được 10 phút rồi này. 10 phút rồi. Bây giờ các cụ mợ đi rửa sạch cho cháu nhá. Rửa sạch xong chúng ta sẽ ngâm vào một hỗn hợp nước muối. Tí nữa tỷ lệ như nào cháu sẽ nói với các cụ mợ. Rồi các cụ mợ ơi, sau khi mà cháu rửa sạch sung như này rồi nhá, dưới ngâm nước chanh ấy, các cụ mợ nhìn thấy nó trắng không này. Rồi các cụ mợ sẽ cho vào ngâm trong nước muối cho cháu nhá. Nước muối loãng, tức là tỷ lệ công thức sẽ là 1 lít nước sôi để nguội nước lọc ấy ạ. Hoặc là các cụ mợ nếu mà sang chảnh thì dùng nước Lavi. 1 lít nước với cả 40g muối hạt hay muối tinh đều được các cụ mợ nhá. Đấy. Các cụ mợ sẽ ngâm cho cháu khoảng độ 5 cho đến 7 phút thôi. Rất nhanh. Đấy, xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi pha một cái hỗn hợp nước muối để muối sung các cụ mợ ơi. Cái sung này muối thì chúng ta có thể ăn sổi ngay sau 1 ngày hoặc là ăn sau 3 ngày thì rất là ngon. Nên là chúng ta sẽ hòa một cái hỗn hợp nước các cụ mợ nhá. Ở đây nhà cháu dùng một cái nước hỗn hợp nước nó nóng khoảng độ 40 độ thôi. Nó hơi ấm ấm tay thôi. Đấy, thò tay vào vẫn được này này. Đấy, là nửa lít nước nhá, công thức nửa lít nước các cụ mợ nhá. Cháu sẽ dùng 20g muối hạt. Tức là 2 thìa canh muối hạt đấy ạ, với nửa lít nước nhá. Đấy. 500ml nước ấm. Ấm 45 độ mà sờ vào ấm ấm tay ấy. Với 20g muối hạt này các cụ mợ này. Đấy. Tiếp đó là các cụ mợ cho cháu 10g đường, tức là một thìa canh đường. Để làm gì ạ? Để nó là cái chất xúc tác cho sung nó lên men nhanh, nó chua nhanh. 10g đường. Đấy. Rồi. Tức là đường sẽ bằng 1/2 của muối. Muối 2 thìa thì đường 1 thìa. Đấy. Và sau đó là các cụ mợ cho cháu 3 thìa canh giấm vào đây, tương ứng với 30ml giấm. Giấm gạo ấy, giấm ăn ấy. Đấy. Còn cụ mợ nào muốn nó chua lâu ấy, nó lên men lâu ấy thì các cụ mợ đừng cho giấm vào nhá. Bỏ giấm đi. Chứ còn nhà cháu thì để cho nó chua nhanh để ngày mai ăn luôn. Thì cháu sẽ cho thêm 30ml giấm vào đây. Tức là một đường, 2 muối, 3 giấm đi với nửa lít nước. Đấy, để lấy nước ấm. Rồi, nhà cháu đã pha xong cái hỗn hợp để muối sung rồi các cụ mợ nhá.
Và bây giờ các cụ mợ vớt sung ở cái nước muối cho cháu. Vớt ra đây để vào rổ cho nó ráo. Đấy. Bất cứ muối một cái gì thì các cụ mợ nên cho cháu cái nguyên liệu qua nước muối như này nhá các cụ mợ nhá. Đấy. Người Hàn người ta muối kim chi người ta cũng hay làm như vậy. Và chúng ta thì muối dưa ở nhà cháu, muối dưa, muối cà hay là muối sung, muối xiếc các thứ mẹ cháu cũng hay làm như vậy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau các cụ mợ ơi, sau khi mà vớt ra này. Lọ đây, nhà cháu chia sẻ lại về lọ nhá. Lọ dùng để muối các loại thực phẩm thì các cụ mợ chỉ dùng chất liệu cho cháu một là sành, hai là sứ, ba là thủy tinh, bốn là pha lê đều được. Tuyệt đối tránh như inox, như nhôm hoặc như nhựa các cụ mợ nhé, nó sẽ không đảm bảo an toàn thực phẩm. Và ngày hôm nay nhà cháu sử dụng một cái lọ thủy tinh như thế này thì chắc nó cũng sẽ được khoảng độ nửa cân sung đấy. Và cái lọ này thì các cụ mợ hoặc là phạng sành hoặc là cái liễn bằng sứ ấy, hoặc là ấy thì các cụ mợ đun nước thật sôi xong cho đổ vào lọ tráng cho cháu, tráng đều đi. Mà cụ mợ nào không tráng lọ như thế các cụ mợ cho vào lồng hấp, hấp cách thủy trước cho cháu khi mà tính được lúc sôi khoảng độ 10 phút cũng được. Sau đó úp ngược xuống rổ để cho nó ráo nước và dùng khăn khô lau sạch đi để cho nó thanh trùng thì chúng ta cái muối cái nước của chúng ta nó sẽ ngon và nó để lâu dài hơn các cụ mợ nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm đây, cháu sẽ muối các cụ mợ xem nào. Rồi các cụ mợ ơi, đầu tiên nhá chúng ta sẽ cho giềng, rồi còn rơi nữa. Các cụ mợ cho cháu giềng thái lát vào đây nhá. Đấy. Cho chút tỏi này. Đấy, và dưới trên nữa. Chút ớt này. Đấy, để như này. Đảo đều đều lên. Rồi xong bây giờ các cụ mợ sẽ múc sung muối vào trong lọ cho cháu nhá. Đây được một nửa như này rồi, chúng ta lại cho thêm giềng, ớt với tỏi. Xong lại múc sung tiếp. Đấy, đúng nửa cân sung đấy các cụ mợ ạ. Nhưng mà nửa cân sung là nhà cháu mua cả cành. Thì về bỏ cành, bỏ núm đi chắc là nó chỉ còn khoảng độ 3 lạng, 300 gram thôi. Chứ không được hẳn nửa cân đấy đâu. Xong cho hết cái phần hỗn hợp gừng, giềng với cả tỏi ớt vào đây các cụ mợ nhá. Xong bây giờ chúng ta sẽ chan cái nước vào hỗn hợp vừa pha để muối vào nhá các cụ mợ nhá. Một lọ như này thì các cụ mợ không phải nén đâu, tại vì là nó cũng đầy rồi đấy các cụ mợ. Đấy. Các cụ mợ không phải nén đâu, các cụ mợ múc vào từ từ cho cháu, xong bắt đầu chúng ta sẽ để này. Đây các cụ mợ ơi nhá, cháu đã chan ngập nước vào lọ sung này này. Đấy, và bây giờ các cụ mợ sẽ đóng nắp. Đóng nắp lại. Đấy. Các cụ mợ để nơi thoáng mát cho cháu và tránh ánh nắng trực tiếp nhé. Và cái sung này ăn ngon nhất là 3 ngày sau. Còn các cụ mợ có thể là ăn sau 1 ngày cũng được, nhưng mà nó sẽ chưa ngấu bằng 3 ngày sau đâu. 3 ngày sau thì sung rất là ngon. Thì bắt đầu cái quả sung bắt đầu nó hanh hanh vàng đi rồi. Thì nhà cháu thì lúc đấy ăn thì rất là giòn và ngon đấy ạ. Và nó có cái vị chua nhẹ rất là ngon, mặn mặn chua nhẹ rất là ngon. Và đấy, đấy là cách hướng muối sung mà nhà cháu đã muối xong một cái hũ như này rồi. Cái sung muối này sau khi mà các cụ mợ hoàn thành là cái quả sung nó phải giòn đã. Giòn và cái vị của nó thì chua chua mặn mặn rất là ngon. Và thứ hai nữa nó phải nổi cái mùi thơm của giềng,
của tỏi, của ớt, nó hơi cay cay nhẹ nhẹ một chút. Đấy, đấy đấy là cái yêu cầu kỹ thuật của món sung muối. Và ngày hôm nay nhà cháu sẽ làm đến đây thôi, để đến khi mà được 3 ngày sau thì nhà cháu hứa với cô mợ nhà cháu sẽ quay cái thành phẩm này để cho cô mợ xem là 3 ngày sau thì cái hũ sung của chúng ta nó sẽ đạt như thế nào. Hy vọng rằng là với những các cụ mợ yêu cầu ấy thì các cụ mợ sẽ làm cái món ăn này tại gia đình đi. Và các cụ mợ làm xong thì nhớ các cụ mợ nhớ chụp ảnh cho cháu để nhà cháu biết được là các cụ mợ đã làm món này. Rồi các cụ mợ gửi vào group nhà cháu yêu bếp ấy. Đấy là một cái sân chơi cho các cụ mợ khán giả để cho nhà cháu biết được các cái sản phẩm của các cụ mợ. Và mọi người cũng được chiêm ngưỡng cái thành quả các cụ mợ và nhà cháu cũng có đôi lời nhận xét. Bên cạnh đó thì nhà cháu có một kênh TikTok, một cái trang fanpage cùng cháu vào bếp. Đấy là những cái nơi mà nhà cháu chia sẻ những công thức được rút gọn hay những video clip được rút gọn để các cô mợ không có thời gian xem cả cái clip dài thì các cô mợ có thể xem clip rút gọn ở đó. Nhà cháu xin chào các cô mợ và hẹn gặp lại các cô mợ trong những chương trình lần sau.